Xin thân ái mến chào toàn thể quý vị. Tấm Cúc kính chúc quý vị một ngày mới an lành và hạnh phúc. Đến với cái chương trình của chiều tối ngày hôm nay, Tấm Cúc xin gửi đến cho quý vị hai cái mẫu chuyện hài hước vui. Hôm nay em muốn gửi lại cho quý vị những cái mẫu chuyện mà nói về giống như là cái cảnh mà ở quê ở miền Tây mình cứ thường hay có đấy quý vị. Ở đâu cũng có nhưng mà tại vì Cúc ở miền Tây nên Cúc lấy ví dụ ở miền Tây thì thường thường ở miền Tây mà mình nhậu nhẹt rồi cũng có nè, rồi chơi bể nãy kia, ví dụ như chơi hụi hay là chơi đánh số. Thường thường người ta hay chọc là đánh số 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 đề rồi đó quý vị, cho nó vui á mà. Đó thì cái mẫu chuyện này nó dân gian lắm nên mà Cúc muốn trước khi vào cái mẫu chuyện này thì xin cho phép Tấm Cúc kể cho quý vị nghe một cái mẫu chuyện nói về ngôn tình đó quý vị. Hôm nay thì em xin phép kể hai mẫu chuyện, cái mẫu chuyện mà ngôn tình đó thật là mắc cười, và cái mẫu chuyện thứ hai đó là nói về cái chuyện mà bợm nhậu và con đề. Giờ Tấm Cúc mời quý vị nghe hai cái mẫu chuyện này với em nha. Mong quý vị đón nhận và cổ vũ cho kênh của Tấm Cúc nha quý vị. Bây giờ thì nói về cái chuyện mà ngôn tình đó thì quý vị biết là người ta hay nói là đàn ông thì yêu bằng mắt, còn cái phụ nữ thì yêu bằng cái tai, tai là lỗ tai mình á, nghe ngọt. Nên đôi khi có nhiều ông á là ta nói nghe là phun ra toàn là lời hay đẹp và ngọt như đường, làm cho mấy cái người phụ nữ phải là coi như là ngắt ngay con gà tây. Nó vậy đó. Đó. Thì ở cái chỗ này có một cái cô này cổ đẹp quá, cổ đẹp quá ai cũng thích hết trơn, nhưng mà đặc biệt có hai cái anh chàng này. Hai anh chàng này là coi như là giống cái kiểu như cuộc thi hoa hậu vậy đó, cái bằng nước ngút đó, là lội hết trơn rồi đó, lội vòng ngoại hết rồi đó, chỉ còn có hai anh chàng này thôi. Và một anh là giàu tuyệt đối luôn, giàu có bằng giàu hết, có biết là giàu luôn rồi nha, giàu là cái bằng là khét tiếng đó thì mới được, tại vì cô này cổ đẹp quá. Còn một anh chàng kia thì không có giàu nhưng được cái là ngôn tình, ta nói nghe mở miệng ra như bông mưng như hoa, nói chuyện một cái ta nói nghe con gái nó gần gần, kiểu mà nó lời hay đẹp, nó hay ngọt ngay như đường. Thì bây giờ là rốt cuộc là lỗi mấy ông có nổi kia hết rồi, còn hai cha này bây giờ làm sao bây giờ, nên là hai ông này mới đấu với nhau, nói là bây giờ á, bây giờ còn tôi với ông thôi à, đứng trước mặt cô gái nè, bây giờ còn tôi với ông thôi, bây giờ tôi với ông á muốn giành được cô á, giành được cái cô nàng này làm người yêu và làm vợ của mình, bên kia phải bỏ cuộc, thì tôi với ông là phải có một cuộc thi là tao nó long trời lở đất, một cuộc thi là từ trước tới giờ chưa có ai thi, một cuộc thi mà từ đó tới giờ tao nói ngang là không có ai mà được ban tổ chức nào đưa ra, giờ chỉ có tôi với ông đưa ra. Thì cái thằng kia, cái thằng ngôn tình nó mới nói cuộc thi gì dữ vậy, tại ông có tiền thì ông thi, còn giờ tôi không biết giờ làm sao. Ông nói giờ tôi với ông á, cái cuộc thi này lạ lắm, bây giờ tôi với ông á, nếu bắt đầu xuất phát từ ngày hôm nay, tôi với ông á mà thi với nhau, ai mà đi vòng quanh thế giới, vòng quanh cả cái trái đất này á, cái thế giới này á, mà quay trở lại đây sớm nhất với cái cô này, với cái em này, em đẹp này, thì người đó sẽ giành được trái tim của em và người đó, em sẽ làm vợ người đó, em chịu không? Thì cô này cũng dạ chịu, tại vì cô này hình như giàu thì cổ cũng rất là thích, chịu rồi, khoái rồi. Nhưng mà anh này anh nói chuyện ngọt hơn, đôi khi còn suy nghĩ lại cái người này thương mình bằng cách lời nói của người kia nãy kia đủ thứ, nên đang phân vân. Thì hai cha này đưa ra cái kèo này là đi khắp thế giới, mà thằng nào về trước, ông nào về trước nhất thì được cái cô này. Vừa nói xong thì thống nhất là ta ba mặt một lời là hai ông với cô này là thống nhất. Thống nhất xong bắt đầu là cái anh mà giàu có đó cái gì, móc điện thoại ra một cái rẹt, bốc vé máy bay liền. Anh nói là tôi bốc vé máy bay tôi bay nước nước này, xong tôi qua cái nước tới đó là tôi mua một chiếc xe mà nó chạy thiệt là nhanh, chạy siêu xịn siêu nhanh luôn đó. Tôi chạy khắp một vòng đất nước đó, tôi có thể đi hết một đất nước đó, xong tôi bốc vé tôi bay qua nước kế bên. Và tôi mua xe, nước nào tôi cũng mua xe, rồi tôi đi vòng hết trơn. Đó, chẳng có bao lâu đâu tôi đi khắp thế giới, rồi tôi sẽ quay trở lại đây một cái rẹt là tôi sẽ có em. Trong đầu có cái ông đại gia mà giàu khủng khiếp này đó nha, là suy nghĩ đi khắp thế giới, chỗ nào cũng có được hết. Đó, thì cái anh mà ngôn tình đó là cái ông nghèo mà được có cái mỏ nó dẻo á, thì bắt đầu ổng mới suy nghĩ. Ổng suy nghĩ hồi cái ổng mới nói là được, còn tôi cũng chịu với ông đó, nhưng mà ông hãy nhìn tôi nè. Thì bắt đầu đi ra cái anh chàng mà ngôn tình đó, ổng mới đi vòng quanh cô gái ha. Đi vòng quanh từ trước cô gái, đi vòng ra sau cô gái, đi vòng lại tới đây đứng lại. Cái ông cười nói, em là cả thế giới của anh, cho nên anh đi giáp vòng có nghĩa là anh đi cả thế giới vậy.
anh sẽ xem em như là cả thế giới của anh. Đó, quý vị ơi, lúc này quý vị biết gì không? Cô gái siêu lòng. Nghe cái lời nói ngọt quá trời trời, không ngờ mình là cả thế giới của anh. Siêu lòng và muốn rưng rưng nước mắt luôn à. Thế là cái cô gái này ôm cái anh chàng thứ hai mà đi vòng quanh, nói là vòng quanh thế giới. Và khi ôm anh này xong, đó là cái anh mà vòng quanh thế giới đi vòng vòng này bắt đầu đắc chí cười là thấy cô này ôm mình à. Thì cô này vừa ôm vừa quay qua nhìn cái anh mà bốc vé máy bay chuẩn bị bay đó. Thì cô này nhìn qua nói: "Anh ơi, bốc cho em cái vé với em đi với anh." "Em đi vòng quanh thế giới với anh, ba thứ ngôn tình này mệt lắm." Thế là cô đi với cái ông thứ nhất vòng quanh thế giới Ajinomoto. Đó là ngôn tình một cái thứ nhất. Và bây giờ Tấm Cúc xin phép quý vị, em sẽ kể cho quý vị nghe một cái mẩu chuyện rất là hài dân gian để mà thư giãn cùng với Tấm Cúc, có những cái tiếng cười vui nha quý vị. Nhớ like dùm cổ vũ cho đăng ký kênh của Tấm Cúc nha quý vị ơi. Thì bây giờ Cúc kể chuyện là như thế này. Có cái hai cái ông này gọi là, ta hay nói là nhậu nhiều mà nhậu lê lết, nhậu ba bát, được gọi là bộm nhậu đó quý vị, là nhậu nhiều đó, giỏi đó, hay nhậu dữ lắm. Mà nhậu vô á thì hay mua số đề, kiểu như đi làm phải không, làm này làm kia tới chiều sắp vô nhậu nhậu cái hay cái bàn đề mua ngàn hay ngàn hay gì gì đó đủ thứ là làm sao đó. Thì mà được có mỗi tội nó hơi bị nổ nữa, mà quý vị biết là những người mà thích đánh số á thì em nói không biết có hay là không, nghe em nghe chung chung thì em nghe người ta nói em học lại thôi chứ không gì. Kiểu như những người mà thích đánh số á là hay nằm trên bao lắm, hay nằm trên bao thấy số này số kia bàn bàn ra, thấy cái giống gì cũng bàn được con số để mà đánh hết trơn. Nó hay lạ lùng gì đó, thấy cái gì cũng bàn ra được số đang quýnh hết chứ trời. Quýnh tới chiều chiều mà thua một cái, tại tao biết lắm mà tao tính quýnh con đó mà cuối cùng tao không quýnh, tao quýnh con này nó chặt, trời ơi biết gì tao quýnh con kia đúng không. Nằm bao bàn ra nhiều con rồi, khi quýnh một cái nó chết quớt hết trơn. Đó thì ở trong hai đây, hai anh này mới mới nhậu hôm nay, nhậu cái bắt đầu là ngồi ngồi, ngồi cái hỏi cái thằng kia, nó hỏi thằng nọ, hai thằng này nha, hỏi: "Ê nay mày nói thiệt coi, mày có được mấy cái nhà rồi?" Cái thằng thằng kia nói: "Tao có ba cái chứ nhiêu." Giang nổ mà, trời tao có ba cái chứ nhiêu mày, vậy còn mày được mấy cái? Cái thằng kia nói: "Tao tao được 4 cái." Cái thằng nọ nó đây: "Mày được 4 cái, tao được 3 cái, tao 3 cái mày 4 cái, vậy chiều nay tao mày vớt cục 34 liền, cộng vô vớt 34 liền." Thấy vậy hai ông tính với nhau chiều nay quất, hai thằng mới bàn chút xíu viện, thằng ba nhà căn nhà, thằng bốn căn nhà là quất chú 34. Chiều chiều tối ra vậy mở đài lên. Kết quả giải trúng 100.000 đồng cắt vé, tao cùng ăn số 3, 4. Hai ông giải dựng, tao nói rồi, ngay chăng là ngay chăng 3, 4. Hai ông khoái, mừng nhẹ lắm, thế là trúng. Trúng liền khoái. Qua ngày hôm sau đi làm xong hai cha mua đâu cả lít rượu. Uống uống xong hôm nay hai ông bắt đầu ngồi bàn nữa nha. Hả, nổ mạnh bàn lắm. Ông cố kia hỏi: "Ê, hôm qua mình bạn vụ nhà rồi, bữa nay tao hỏi thiệt mày, nhà mày có bao nhiêu chiếc xe?" Thằng đó nó nói: "Ủa xe nhà tao có 6 chiếc rồi mày ơi." "Đâu có nhiều, có 6 chiếc hả?" "Hả? Ừ, mày hỏi tao 6 chiếc nhà tao vậy rồi tao hỏi lại mày, nhà mày được mấy chiếc?" Ông kêu đấy: "Nhà tao thì chắc tính luôn xe tải xe đồ luôn á thì chắc là 9 chiếc, tính luôn cả mấy xe tải là 9 chiếc." Đó hai ông tính vòng vòng cộng lại. Rồi vậy chiều nay tao mày xuống sát 69, tao 6 chiếc xe, mày 9 chiếc, hai thằng quốc trường 69. Hai cha nói là làm. Chiều về sổ xuống sát liền, quốc con 69. Chiều sổ đầu không có, kế không có, khúc giữa không có, gần tới cái cuối không có, hai cha nói nay kỳ ta. Quốc không quốc cái ngay chán, sao bữa nay kỳ vậy? Nhưng mà đợi, kết quả giải trúng 2 tỷ đồng. Các trẻ tặng cùng mấy số 1, 2, 3, 4, 6, 9. Trời ơi, hai ông nghĩ dựng cho. Mẹ nó trúng nữa, mẹ ơi nó trúng qua đầu này đít ở nãy đuôi. Thế là hai ông trúng, trời ơi khoái, là nó ngồi hết có biết luôn rồi đó. Rồi khoái quá bây giờ sao, hai ông bắt đầu về kiểu mà ăn mừng á, trúng hai hai ba bữa gồm mừng quá rồi, bây giờ ăn mừng xong tới 2-3 ngày sau hai cha cái bệnh cũ tái phát, là cái bệnh mà mua số nó ghiền lắm,
Đó, hôm nay hai ông nhậu nữa, nhậu bắt đầu được bữa nay vô hết biết cái gì vậy, tại vì chứ hỏi nhà rồi hỏi xe gì tới hỏi gì. Hỏi gì cho nó linh nghiệm bây giờ. Thì hôm nay hai ông bắt đầu ngồi với nhậu. Nhậu xong cái ông kia mới: "Ê, hồi đêm hôm á, ông làm vợ ông được mấy phát?" Cái ông kia nói: "Hôm tôi làm yếu yếu pin cho nên tôi làm có 2 phát." Tôi làm được cái 2 phát tôi lăn ra tôi ngủ luôn, yếu yếu. Còn ông hôm làm vợ ông được mấy phát? Ông kêu là: "Trời trời, hôm á tao cũng xỉn quá trời, nhưng mà tao cố gắng tao làm cũng được 3 phát, ngon lành 3 phát tao mới ngủ, hơn mạng phát." Hai ông bắt đầu cộng lại tiếp. À, trời, vậy là tôi ông bữa nay là coi như là vớt con 23, tôi 2 phát ông 3 phát, 23 quất. Hai ông bữa nay dồn vô hết trơn, tụi ông nay có nhiều tiền quất hết nha, tại hai con trước linh quá, bữa nay hai mình sắp vô quất, bỏ vô hai ông nhào vô quất con 23, ông 2 phát ông 3 phát quất vô. Quất xong chiều sổ không có, lô kế không có. Hai ông bắt đầu nhướng nha, mẹ bữa nay có nhiêu tiền bỏ vô trơn rồi, trời ơi là trời, xong nãy giờ nghe hoài không có. Hai ông cứ chắc chưa có một chút, có hai ông làm cho tới giải đặc biệt luôn, không có một con tới giải đặc biệt, nó ra gì biết gì biết không? 2 con 0 từ đầu chơi tới dưới, nó làm không không hoài luôn, 2 con 0 hoài luôn. Hai ông đứng đấy kỳ vậy ta, sổ hoài tới 2 con 0. Sáng hôm sau hai ông nội gặp nhau uống cà phê, bắt đầu mặt cha nào cho nó sự ngắt, sự ngắt hả không? Mẹ nó trời là trời, hôm qua có nhiêu tiền mua hết con 23, phải tao biết cái kiểu này hôm qua nói thiệt là được, hôm qua hai mình nói thiệt được, không có làm phát nào đâu. Tao biết gì, qua tao nói thiệt rồi, không có làm phát nào quốc khai không chúng mày. Không làm phát nào mà đặt nó 2 phát, không làm phát nào nói 3 phát, không làm phát nào nói, không có làm phát nào hôm qua là chúng mày 2 không. Tội nổ. Thì đây là hai cái mẫu chuyện hài nó vui vui, nó cũng muốn gửi đến cho quý vị mình trong những cái đầu năm mới, những cái tiếng cười để mình may mắn cả năm đó quý vị. Và một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Tấm Cúc lúc nào cũng chúc quý vị nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống, và cũng mong quý vị có những cái mẫu chuyện hài hước vui, tí lâm vui, chuyện xưa, chuyện nay và chuyện dân gian hay là gì đó, cứ gửi về cho cái địa chỉ của hộp thư nhà của Tấm Cúc là Nguyễn Kim Cúc 1911811@gmail.com, hoặc là gửi cho em qua số điện thoại thì 0979 789 800. Tấm Cúc cảm ơn quý vị rất là nhiều. Em xin hẹn gặp lại quý vị ở chương trình Em Kể Chuyện tiếp theo nữa ạ. Em xin cảm ơn quý vị, xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye ạ.